chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel Dương Râu và mình là Admin Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ trên tay và mở hộp cái chiếc Galaxy A21s này để xem rằng là nó có những điểm cạnh tranh gì so với những hãng còn lại trong cùng phân khúc các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp cái chiếc máy này ra luôn. Đầu tiên thì các bạn đã biết rồi đó, cái hộp của nó thì trông như là vừa mới nhặt bãi rác ra vậy. Nhân vật chính của chúng ta này. Cái hộp giấy bé nhỏ xinh xinh này thì nó sẽ không có ốp lưng các bạn nhé. Một tập sách hướng dẫn sử dụng thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có công suất tối đa là 9V 1.67A, tức là 15W. Một cái cáp sạc Type-C, một que chọc SIM nữa là xong. Chiếc máy này thì nó sẽ không có tai nghe đi kèm. Và như mình đã nói ở video trước, thì để mà có được một chiếc tai nghe đi kèm ấy, bắt buộc chúng ta phải bỏ số tiền ra hơn 6 triệu đồng mới có thể là có được một cái chiếc tai nghe chống điếc đến từ Samsung. Về phần mặt trước thì theo như thông số có nơi ấy, thì họ ghi rằng là đây là cái tấm nền Super AMOLED, có nơi thì họ ghi là tấm nền TFT. Nhưng mà theo cái khả năng mà mình tìm hiểu được ấy, thì mình thấy rằng là con này nó sẽ chỉ được trang bị một tấm nền TFT thôi, chứ không thể nào là tấm nền Super AMOLED được. Tại vì thứ nhất, trong phân khúc giá này, kể cả là Realme hoặc là Redmi, họ vẫn chưa trang bị cái tấm nền đó lên trên những chiếc máy của họ. Cái thứ hai ấy, thì Samsung từ trước đến giờ họ luôn nổi tiếng với cái việc là keo kiệt keyboard rồi, cho nên là chúng ta không thể nào yêu cầu một cái tấm nền với chất lượng cao như thế trong mức giá như thế này được. Và chất lượng hiển thị của nó theo như cá nhân mình đánh giá, với một cái kích thước màn hình 6.5 inch và có nơi thì nó ghi là 6.57 inch, khi mà mình so sánh với cái tấm nền IPS LCD có trên cái chiếc Bphone B86 thì mình thấy rằng là cái màu đen của con này thậm chí nó không sâu bằng cái màu đen có trên cái tấm nền IPS nữa cơ. Đó là một điều các bạn cần phải lưu ý, cho nên là các bạn biết rằng là con này nó cho ra một cái chất lượng hiển thị nó tệ đến cỡ nào. Trong phân khúc giá này nó vẫn có được cái sự cải thiện với cái tấm nền TFT về mặt góc nhìn. Nhìn qua nhìn lại thì nó sẽ đỡ có hiện tượng bị đảo màu rồi. Nhưng ở đây viền thì nó cũng khá là dày, nó không mỏng hơn so với lại chiếc Redmi Note 9. Và chúng ta sẽ có là một camera selfie được thiết kế với cái dạng đục lỗ có độ phân giải là 13 megapixel. Chất lượng hiển thị màn hình đã kém rồi, cộng với đó là độ phân giải HD+. Đây là một điều mà gần như mình không thể nào tưởng tượng nổi. Nó giống như kiểu là sự kết hợp độc đáo đã tạo nên cái tên ấy, Galaxy A21s. Cạnh trên của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có đó chính là một cổng micro này. Cạnh bên trái thì chúng ta sẽ có là một khe để lắp thẻ SIM, và con này có thể lắp được 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Bên phải thì chúng ta sẽ có là một cụm phím tăng giảm âm lượng này, rồi là một phím nguồn, cái vị trí đặt rất là hợp lý và thao tác cực kỳ là dễ dàng. Cạnh dưới thì chúng ta sẽ có là một cái sạc tai nghe 3.5 này, một cổng sạc Type-C này, một cổng micro này và một cái loa ngoài. Con này thì chỉ có loa đơn thôi. Còn về mặt sau thì chúng ta sẽ có một cụm gồm 4 camera, với camera chính có độ phân giải là 48 megapixel, camera góc rộng sẽ có độ phân giải là 8 megapixel, hai camera còn lại thì sẽ là một camera macro và một camera đo chiều sâu cũng sẽ có chung độ phân giải là 20 megapixel. Chính giữa thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay và được làm theo cái hình gì đó em nhìn rất là khó chịu luôn. Mình trên tay cái chiếc máy này mà mình cảm giác như là mình rất là bực vì những thứ được trang bị trên chiếc máy này và cũng như là cái lối thiết kế của nó. Thật sự trông rất là dị hợm và chả có một tí nào gọi là thẩm mỹ cả. Được cái có một cái lối thiết kế màn hình đục lỗ ở mặt trước này là hợp thời thôi, còn lại mọi thứ của nó thì mình nghĩ chắc chắn là nó đều là tụt hậu hết cả. Về cái trải nghiệm hiển thị, cái mà nó tiếp xúc với chúng ta hàng ngày mà nó còn được trang bị một cái tấm nền chất lượng thấp nhất ở thời điểm hiện tại thì các bạn biết rồi, còn gì nữa đâu mà nói. Và con này thì full body của nó cũng là nhựa thôi đó, cũng không có gì ngạc nhiên cả. Về phần cấu hình thì chiếc máy này nó sẽ có cho chúng ta đó chính là một con chip Exynos 850, và điểm số AnTuTu nó cho ra ấy, thì chỉ bằng một nửa so với lại con chip Helio G85. GPU của nó thì chỉ khoảng 21.000 điểm thôi. Và chắc chắn rồi, Exynos ở thời điểm hiện tại nó là một trong những con chip tệ nhất của thế giới Android, nên nó đã tệ rồi mà điểm số nó còn thấp hơn chỉ bằng một nửa so với lại con chip Exynos trong phân khúc giá này, thì còn gì đâu mà để mong đợi vào cái hiệu năng mượt mà của nó. Trời ơi, bỏ ra một... không thể nào chấp nhận được, không thể nào chấp nhận được. Các bạn, nhiều bạn bảo rằng là mày làm review mày phải kiềm chế cảm xúc chứ. Bây giờ, các bạn thử nghĩ xem, nếu như các bạn là một người đi mua cái chiếc máy này và phát hiện ra mình bị lừa, mà kiểu bị lừa mà nó bị chênh lệch tới một nửa như thế, thì các bạn có thể chấp nhận được hay không? Và các bạn có thể là kiểu thoải mái mà tung tăng sảng khoái tại vì mình đã mua được một thiết bị có thương hiệu tốt là Samsung hay không? Thông số như thế này rồi thì còn trải nghiệm thực tế nó cho ra như thế nào nữa? Còn về option bộ nhớ thì con này nó sẽ có hai option tại thị trường Việt Nam, đó chính là 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong cho mức giá khoảng 4.6 triệu, và sau khi trừ quà thì còn 4.2 triệu. Đó, cao hơn một tí thì chúng ta sẽ có là RAM 6GB và bộ nhớ trong 64GB, nhưng mà nó sẽ bị đội lên thêm 1 triệu nữa. Trời đất. Phần mềm thì nó vẫn sẽ chạy cho chúng ta là một cái phiên bản giao diện người dùng One UI 2.0 và
được tùy biến trên Android 10. Pin thì nó sẽ có một viên pin LiPo có dung lượng là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 15W, so với lại viên pin có dung lượng là 5020 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 22.5W. Ngoài ra thì thậm chí còn hỗ trợ công nghệ sạc ngược cho các thiết bị khác nữa khi mà sử dụng cái cáp Type-C to Type-C trên cái chiếc Redmi Note 9 thường. Đặt cái chiếc Redmi Note 9 thường vào bên trong cái con này thì thật sự rằng là cái chiếc Redmi Note 9 thường nó đập chết con này rồi. Không còn gì để nói nữa cho một thiết bị đến từ Samsung trong phân khúc giá này. Chưa kể là cấu hình đã thấp rồi, cài rất là nhiều cái app rác vào bên trong này. Và đây cũng là thông tin cuối cùng mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.